khá chắc rằng Neville cũng đã giúp đội bóng này khá nhiều đấy chứ. Với Ronaldo, Wayne Rooney hay Gary Neville không phải là bạn bè, chỉ là đồng nghiệp đúng nghĩa, không hơn. Như anh đề cập là chơi cùng nhau, đi công ăn tối cùng nhau. Nhưng đâu phải chỉ mỗi hai cá nhân này góp công nhấn chìm CR7 trong giai đoạn anh gặp khó khăn từ bên trong đến ngoài sân cỏ. Còn đó Luis Saha nữa cơ. Một tiền đạo đã có những đóng góp cho màu áo này trước thập niên 2010 cùng với nhiều bàn thắng. Một người từng có những năm tháng gắn bó với Ronaldo, nhưng trên sóng truyền hình thì khẳng định Ronaldo là một người ích kỷ. Tôi không phải Cristiano, nhưng với tư cách là một người ủng hộ Manchester United, tôi có cảm giác như anh ấy chưa thể hiện đủ điều đó. Anh ấy chỉ nghĩ về bản thân mình. Saha ở độ tuổi 45 vẫn đang có những công tác liên quan đến bóng đá, cụ thể là lên sóng truyền hình mắng vốn những cầu thủ Man United. Chẳng hạn như show Prelat cách đây 5 ngày với Santucci và Zuru. Saha chưa bao giờ so sánh được với Cristiano Ronaldo cả, ở giai đoạn đỉnh cao cho đến thời kỳ xuống dốc của sự nghiệp. Tất nhiên trong giai đoạn khó khăn nhất, cũng có những người đồng đội cũ đứng ra bênh vực cho Ronaldo. Cái tên xuất hiện nhiều nhất thời điểm tháng 11 năm ngoái, phải kể đến Fabio Coentrao, một người chiến hữu thời điểm từng cùng Ronaldo phát áo Real Madrid. Anh đã nói với tờ Relevo như sau: tôi không có động lực để nói chuyện, nhưng tôi phản nói vì tôi không thích nghe những gì họ nói về Cristiano. Có những cựu cầu thủ chẳng là gì cả, họ thật tồi tệ và họ nói về Cristiano như thể họ là thứ gì đó trong bóng đá.